Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng của Duy hiện tại bây giờ đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz E200 SUC. Đây là cái phiên bản nâng cấp trong năm 2020 của dòng xe E-Class. Với cái lần nâng cấp lần này thì Duy thấy là Mercedes-Benz là khá hiểu tâm lý của người Việt Nam mình. Cũng như là rất là chiều chuộng khách hàng của mình, thì bằng cách là nâng cấp những cái option, những cái trang thiết bị, Duy nói có thể nói là lần này là một cái lần nâng cấp mà Duy thấy rất là hợp lý. Thì bây giờ với những cái nâng cấp option trong năm 2020 này thì nó là như thế nào, thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe Mercedes-Benz E200 SUC này nha. Chiếc xe Mercedes-Benz E200 SUC, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì về phần ngoại hình đó, thì các bạn sẽ thấy là E200 SUC nó sẽ không khác gì so với cái phiên bản E200 2019. Nó chỉ khác một điều các bạn, đó là cái phần mâm xe. Thì đối với cái bộ mâm xe của E200 SUC này thì được nâng cấp lên là mâm 18 inch, thì đa chấu. Các bạn sẽ thấy cái bộ mâm này nó rất là hài hòa, cũng như là tương xứng với cái chiếc xe E200 này. Thì thật sự đối với phiên bản 2019 á, thì cái bộ mâm 17 inch thì các bạn sẽ thấy nó hơi nhỏ so với kích thước tổng thể của chiếc xe. Đó, thì đây là một cái phần nâng cấp mà Duy thấy là khá là hợp lý. Đó, mặc dù là 18 inch thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy là chỉ thay đổi một chút xíu thôi các bạn. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là đứng từ bên hông thì chúng ta sẽ thấy cái xe của chúng ta cân đối hơn rất là nhiều. Thì đối với cái lớp xe này là lớp xe Michelin, và Mercedes-Benz E200 thì sử dụng cái lớp xe Grandlat. Đó, thì cái lớp này thì sản xuất tại Ý các bạn nha. Các bạn thấy không? Made in Italy nè. Thì Michelin là một cái hãng xe, một cái hãng lớp xe là của Pháp rất là nổi tiếng rồi. Thì những cái dòng xe Mercedes-Benz bên Duy cũng hay sử dụng cái lớp xe Michelin này. Tiếp theo ở phần nâng cấp này thì các bạn sẽ thấy là cái tay nắm cửa của chiếc xe E200 SUC là một tay nắm cửa có chi tiết mạ chrome chỗ này. Thì chắc chắn một điều rồi, đây là tay nắm cửa của tính năng là Keyless Go. Có nghĩa là khi mà chúng ta lóc cửa, mở cửa thì chúng ta sẽ không cần phải dùng chìa khóa nữa, mà chúng ta chỉ việc chạm vào đây nó sẽ lóc cửa, và chạm vào đây nó sẽ mở cửa. Thì với tính năng Keyless Go này thì nó có rất là nhiều trên những cái dòng xe của Mercedes hiện tại bây giờ rồi. Thì đây là một cái điểm mà nâng cấp Duy thấy rất là hài lòng trên chiếc xe E200 SUC lần này. Ok, bây giờ Duy sẽ đi vòng ra phía sau cho các bạn xem một lần nữa. Thì mặc dù đối với chiếc xe Mercedes-Benz E200 thì các bạn đã thấy rất là nhiều rồi, nhưng thì Duy cũng muốn cho các bạn xem thật là kỹ cái bên ngoài một lần nữa, và trước khi mà chúng ta đi vào bên trong để xem những cái phần option của chiếc xe này nó có nâng cấp gì thêm so với cái phiên bản 2019 hay không. Ok, bây giờ Duy sẽ cũng như mọi khi, Duy sẽ mở cái cốp này lên cho các bạn xem. Ok, thì đối với cái cốp xe này thì các bạn sẽ thấy nó kích thước nó cũng sẽ như vậy thôi, nó cũng không khá khác gì so với cái phiên bản trước đây, cũng như là những cái phần quà tặng thì Duy đã cho các bạn xem rồi ha. Thì đây là cái hộp quà khi các bạn mua xe các bạn sẽ được nhận ha. Còn đây là những cái sách mà hướng dẫn sử dụng của chiếc xe này, cũng như là đối với cái chiếc xe E200 SUC lần này sẽ được trang bị là hai cái sợi dây cáp để chúng ta có thể là sạc điện thoại, cũng như là kết nối cái điện thoại chúng ta qua tính năng là Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Đó, thì với cái phiên bản lần này thì một lát nữa thì Duy sẽ vào bên trong Duy cho các bạn xem thật là kỹ cái tính năng này.
Còn ở đây là cái chi tiết về cái lưới để chúng ta khăn đồ ha. Ở đây là cái túi y tế nè, và đây là cái bộ thảm của chiếc xe. Thì đối với cái bộ thảm của chiếc xe Mercedes-Benz E200 thì các bạn sẽ thấy đây, nó cũng giống như những cái bộ thảm khác của những cái dòng xe Mercedes khác thôi. Ở đây thì có chữ Mercedes-Benz được thêu bằng chỉ ha, rất là đẹp. Và đối với cái chiếc xe E200 này thì các bạn sẽ thấy là ở phần cốp dưới này nó sẽ không có bánh xe dự phòng, thì bởi vì là xe E200 của chúng ta được trang bị cái lớp xe Grandlat. Ok, và đối với tính năng Keyless Go, lóc cửa mở cửa cảm ứng thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm nè. Cái nút bấm để chúng ta đóng cốp và nút bấm là chúng ta khi chúng ta có chìa khóa bên ngoài chúng ta sẽ khóa chiếc xe chúng ta luôn. Đây là tính năng một chạm ha. Còn ở đây là biển cảnh báo tam giác. Để khi xe chúng ta có sự cố thì chúng ta có thể là lấy ra để đặt ở phía sau. Và một cái điểm nâng cấp tiếp theo nữa các bạn, đó là tính năng đá cốp. Đó, các bạn thấy không? Thì với tính năng đá cốp này thì nó sẽ đi kèm với những cái tính năng với cái option là Keyless Go. Ok, bây giờ Di sẽ đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Evolution này. Các bạn xem coi nó có khác gì so với E200 2019 hay không. Thì về cái phần thiết kế tổng thể chắc chắn một điều rồi, thì chúng ta sẽ thấy là E200 SLC 2020 này vẫn giữ nguyên thiết kế so với những phiên bản trước đây, cũng như là cái phần ốp gỗ nó cũng vẫn được giữ cái lớp gỗ màu nâu mà rất là đẹp, rất là sang trọng và cổ điển của chiếc xe E200 này. Cũng như mọi khi thì Di sẽ cho các bạn xem từ cái cửa bên trái sang bên phải, cũng như là đi vào bên trong của chiếc xe E200 SLC này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là ở đây có cái loa Boommaster. Thì đây là cái phần nâng cấp của chiếc xe này so với cái phiên bản trước. Thì E200 SLC được trang bị cái bộ loa Boommaster 13 loa, công suất là 590W. Thì đối với cái dòng xe E-Class hiện tại bây giờ là E200 SLC, E200 Sport hoặc là E300 AMG thì đều được trang bị bộ loa Boommaster này hết ha. Đó, thì ở đây thì chi tiết chỉnh cửa thì nó không có gì thay đổi các bạn nha. Và một cái điểm nâng cấp tiếp theo nữa các bạn, đó là cái phần mà màn hình của xe. Thì đối với cái màn hình của chiếc xe E200 SLC này là màn hình full luôn các bạn, kéo dài từ bên trái qua bên phải luôn. Đó, nó rất là đẹp và rất là giống với cái xe E300 AMG hoặc là tất cả những cái dòng xe S-Class hoặc là S-Class Maybach. Thì có thể nói cái màn hình này là cái phần màn hình được nâng cấp đáng giá nhất cho cái phần nội thất này, cũng như là hệ thống âm thanh Boommaster. Thì để xứng đáng với cái tên là E200 SLC ở đây, thì cái phần màn hình và cái phần âm thanh thì một trang bị không thể thiếu cho cái chữ SLC rồi các bạn. À, về cái phần mà vô lăng thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ không khác gì so với phiên bản 2019 ha. Về những cái chi tiết về ốp gỗ hay là hốc gió máy lạnh ở đây, mọi thứ ha, ở đây cũng vậy các bạn. Đó, đều giống nhau hết rồi. Đó, thì đối với cái xe E-Class thì các bạn sẽ thấy là một điều là cái phần nội thất của nó khá là rộng rãi, cũng như là E200 thì đi theo cái hướng là business, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần nội thất nó được thiết kế nó rất là đẹp, cổ điển cũng như là rất là sang trọng. Đó, thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz E-Class nói chung và E200 SLC nó riêng này, thì đây là một chiếc xe vừa cho người ngồi và cũng vừa cho người lái. Đó, thì nếu mà các bạn mà đang cái sử dụng cái dòng xe C-Class hoặc là những cái dòng xe ở phân khúc phổ thông hơn, thì Di nghĩ là khi mà các bạn trải nghiệm trên chiếc xe Mercedes-Benz E200 SLC này thì các bạn sẽ bị thuyết phục ngay từ lần đầu tiên. Tiếp theo một điều nữa các bạn là ở cái khu vực này, cái khu vực mà chúng ta để cốc, thì bên trong cái khu vực để cốc này thì được trang bị là một cái sạc không dây. Thì đối với phiên bản 2019 thì nó sẽ không có tính năng này, cũng như là đây là một cái USB để chúng ta kết nối cái tính năng là Apple CarPlay. Đó, thì đối với cái phiên bản SLC này được trang bị màn hình full như thế này thì tính năng Apple CarPlay là một điều không thể thiếu rồi. Đó, thì nếu mà các bạn có xem những cái clip của Di thì chắc bạn cũng biết là Apple CarPlay là gì, cũng như là Android Auto. Đó, thì đây là một cái tính năng để kết nối điện thoại với xe rất là nhanh, cũng như là để giải trí và chúng ta có thể là truy cập được bản đồ hoặc là những cái tính năng về nghe nhạc ở trên cái màn hình này. Rất là tiện lợi các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz E200 SLC này.
Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Lucy. Thì cũng như vừa rồi Duy đã nói các bạn là chiếc xe E-Class nói chung và E200 Lucy nói riêng thì đây là cái chiếc xe dành cho người lái và cả người ngồi. Cho nên khi mà ngồi phía sau các bạn, Duy cảm thấy một điều nó rất là thoải mái cũng như là nó khá là rộng rãi cho cái khoang phía sau. Cũng như là cái phần ghế của chiếc xe E200 Lucy này được trang bị nó ngồi rất là thoải mái, cũng như là khi mà chúng ta ngồi vào thì chúng ta cảm giác là cái ghế của chúng ta nó ôm vào người, bởi vì đây là cái thiết kế của cái ghế trũng. Khi chúng ta ngồi thì chúng ta cảm thấy nó rất là thoải mái. Khi mà chúng ta di chuyển một cái đoạn đường 3 tiếng hoặc là 5 tiếng thì chúng ta cũng sẽ không có bị đau lưng. Ok, và một cái điểm nữa thì khi chúng ta ngồi ở hàng ghế phía sau thì ở đây nó sẽ có một cái rèm để cho chúng ta che nắng ha. Thì cái rèm này là cái rèm chúng ta kéo tay. Ok, và ở đây các bạn là đối với cái E200 thì được trang bị cái hệ thống máy lạnh là hai vùng tự động. Đó, và phía sau thì chúng ta có thể là lấy gió ở đây. Nó sẽ khác với E300 là ở đây chúng ta có thể là chỉnh nhiệt độ được ở đây. Bởi vì là E300 thì sử dụng cái hệ thống máy lạnh đa vùng, nhưng mà Duy thấy là thực sự như vậy là ok rồi. Thực sự không cần phải chỉnh thêm nhiệt độ gì ở đây nữa đâu. Ok, và một cái điểm tiếp theo nữa là ở đây các bạn thì nó cũng giống như những cái dòng xe Mercedes-Benz khác ha. Vẫn có một cái chỗ để chúng ta tựa tay, và ở đây là chúng ta có thể để được hai cái chai nước ở đây. Đó, được thiết kế rất là hay ha. Ở đây thì chúng ta có thể để được những cái vật dụng như là điện thoại hoặc là những cái đồ cá nhân ở đây. Thì phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz E200 cũng như là tất cả những cái dòng xe E-Class thì ở đây được trang bị cái rèm điện. Đó, chúng ta có thể là chỉnh ở đây. Ok, thì đối với cái khoang sau của chiếc xe E200 Lucy này thì nó cũng như vậy tương đối thôi. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi xem cái động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Lucy này. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Lucy. Thì với động cơ của E200 Lucy này được sử dụng rất là rộng rãi trên những cái dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ như GLC 200, GLC 200 4MATIC, Mercedes-Benz E200 Sport. Tại sao thì cái động cơ này được sử dụng rộng rãi trên rất là nhiều cái dòng xe hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz? Bởi vì đây là một cái động cơ có thể nói là tối ưu nhất hiện nay, với động cơ là 2.0 lít công suất là 197 mã lực kết hợp với hộp số tự động 9 cấp cũng như là hệ thống turbo tăng áp kép này. Thì chiếc xe E200 Lucy này chỉ mất là 6,5 lít trên 100 km ngoài đô thị. Thì thật sự với một cái mức xăng tiêu thụ rất là hợp lý như thế này, với cái động cơ 197 mã lực này thì một điều rất là tuyệt vời các bạn. Vừa rồi thì Duy đã cho các bạn xem rất là kỹ cái phần nâng cấp của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Lucy lần này. Thì chốt lại các bạn, chúng ta có 7 tính năng nâng cấp lần này cho chiếc xe này. Đầu tiên đó chính là cái phần mâm xe được nâng cấp lên thành 18 inch nè, tính năng keyless go, lock cửa và mở cửa cảm ứng nè. Thứ ba nữa là cái tính năng đá cốp tự động. Thứ tư nữa là màn hình của chúng ta được full kéo dài từ bên trái sang bên phải ha. Thứ năm nữa là chúng ta có tính năng là sạc điện thoại không dây. Thứ sáu nữa, chúng ta có thể là kết nối chiếc xe với điện thoại thông minh qua cái tính năng Apple CarPlay. Và thứ bảy là cái phần nâng cấp cho âm thanh Boomaster 13 loa công suất là 590W. Thì với nâng cấp lần này với 7 tính năng và chỉ có 160 triệu thôi so với cái phiên bản 2019, thì Duy thấy đây là một cái mức nâng cấp rất là đáng giá. Ok, bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.